Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Trong video về case study, tức là tình huống nghiên cứu điển hình này, thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị các bạn một cái nhà nông rất là chuyên nghiệp, và tôi đã có một quá trình theo dõi anh để các anh chị các bạn có thể học hỏi một số kinh nghiệm và cách bán hàng online của anh này. Tôi xin giới thiệu, đây là một học viên của tôi. Học trò theo nghĩa là anh ấy học những cái chương trình bán hàng, rồi thậm chí là đọc sách của tôi đấy, mua sách về để làm theo và rất là thành công. Anh học Facebook, học marketing online. Ở đây này, các anh chị có thể nhìn thấy các cái tin nhắn này đấy, anh Kiên này, số điện thoại này, đã ship sách này đấy. Thế rồi thì đã từng làm, thế thì cũng đã gặp những khó khăn gì thì cũng đã từng gọi điện để tôi tư vấn. Nhưng phải nói thật sự là tôi rất là ngưỡng mộ. Qua video này tôi cũng sẽ bày tỏ cái sự ngưỡng mộ, sự nỗ lực của anh Kiên với thương hiệu Cà Gai Leo Sadu, S-A-Z-U, gọi là Cà Gai Leo Sadu. Các anh chị các bạn đang xem cái video này. Thế thì cái quá trình anh ấy khởi nghiệp thì tôi cũng khá là biết. Từ khoảng cuối 2016 đến nay, 17, 18, 19, khoảng 3 năm rồi. Và năm nay 20 nữa thì đến năm thứ tư rồi. Thì đầu tiên là anh chọn cái cà gai leo anh ấy trồng quy mô nhỏ, anh ấy thử nghiệm xong. Sau đó anh ấy bắt đầu nhân rộng sản lượng ra, đi thuê đất trồng. Thế khi trồng xong cà rồi thì vấn đề tiêu thụ, đúng không? Cái lá cà tươi thì chả ai ăn, chả ai uống cả. Thế thì anh ấy bắt đầu là tính đến chuyện là sao, và sao khô. Cái sao khô thì bây giờ là có thể mua máy về sấy, hoặc trước mắt chưa có tiền đầu tư thì có thể là đi thuê những cái xưởng người ta sấy ngô khoai sắn, hoặc là sấy bánh mì mình thuê sấy, đúng không? Thuê sấy xong về bắt đầu mua máy cắt, máy băm. Đấy, mua máy cắt, máy băm, hoặc là lại thuê. Cái gì chưa có thì thuê, còn cái gì mà đầu tư được thì có tiền thì đầu tư. Thì mua cả máy cắt, máy đăng để mà máy sao để mà làm. Thế rồi thì đây là các anh chị có thể thấy là các cái video anh ấy làm, đúng không? Thế rồi cái câu chuyện là thiết kế logo, bao bì, nhãn mác thì anh ấy đã nghĩ ra một cái là cà là Sadu, một cái thương hiệu đọc cũng rất là dễ, thuận miệng, dễ nhớ, đúng không? Sau đó thiết kế bao bì, nhãn mác, sau đó anh ấy muốn là sản phẩm nó phải như là cái trà túi lọc, giống như là Lipton ấy, người ta có thể bán được vào siêu thị, người ta có thể ship hàng được, rồi người ta có thể mang đi được, tức là tính đến cái sự tiện lợi nhất cho người tiêu dùng. Đóng vào gói to, dành cho những người mà ham rẻ để người ta mua sản lượng lớn và không tốn nhiều chi phí bao bì, hoặc là đóng vào những gói có hộp giấy rất là đẹp để bán cho những cái dân văn phòng, công sở hoặc là nhà đấy. Thế sau đó thì sau khi đã hoàn thiện thành phẩm rồi, giấy phép công bố rồi chứng nhận này kia, thì bắt đầu đến khâu tiêu thụ. Thì anh ấy cũng đi tìm các cái đại lý, tìm các cái đối tác để phân phối, ví dụ các siêu thị, các điểm bán lẻ. Rồi thì anh làm các cái video để bán. Đầu tiên thì anh ấy tạo một cái fanpage. Vâng, cái tên fanpage là cây thuốc quý, bài thuốc hay, chẳng mày may tốn đồng cắc. Tôi rất là thích cái tên này của anh ấy, nó rất là mộc mạc, rất là hay. Và anh trực tiếp quay các cái video tại cánh đồng để tạo ra cái mức độ uy tín. Anh Kiên này trực tiếp nói về sản phẩm của mình và nó có tác dụng như thế nào và bán. Các anh chị thấy là có cái lượng bình luận rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, các cái video chúng ta chỉ cần sử dụng một cái điện thoại di động cộng với lại một cái chân máy dựng ở đằng trước, sau đó chúng ta quay và chúng ta nói về sản phẩm. Anh ấy tự làm hết, đúng không? Anh ấy cũng là nông dân chứ không phải là anh ấy là kỹ sư hay anh là giáo sư, anh ấy đi làm cái này, anh cũng là nông dân. Ý tôi muốn nói là các anh chị đều có thể làm được đó, người ta làm được, các anh chị có thể làm được, hoặc thậm chí làm tốt hơn. Sau đó anh ấy chi tiền làm quảng cáo, anh chị nhìn thấy số lượt bình luận rất là nhiều, 1.500 bình luận, và anh ấy bán trực tiếp cho khách hàng của mình đó. Các anh chị có thể nhìn thấy các cái video trong cái fanpage của anh ấy rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi thì đài truyền hình cũng mời anh ấy lên, anh ấy làm. Rồi thì anh ấy tự quay những cái video như thế này, rất là chịu khó, trồng cà rồi làm thuần chất, làm video, làm hình ảnh, đăng trên fanpage, đăng trên Facebook cá nhân đó. Và các anh chị nhìn thấy các cái lượt xem cũng rất là nhiều, tôi cũng phải nói thực sự là tương đối là khâm phục và đánh giá rất cao, và mình cảm thấy rất là vui mừng vì
một người là học viên của mình, tất nhiên anh cũng học hỏi từ rất rất nhiều người khác nữa, chứ không phải là học một mình tôi cũng không kể lể về tài năng của chính mình hay là nói rằng là đây là nhờ thành quả của tôi, và tôi chỉ muốn nói rằng là đây là một cái tình huống, đây là một cái khách hàng, đây là một cái trường hợp mà các bạn nên học hỏi cách người ta làm rất là thành công, và anh rất là chịu khó, rất là nỗ lực đấy, và anh cũng áp dụng internet rồi thì mạng xã hội vào cái quá trình bán hàng, đúng không ạ? Cái lượt sale rất là cao đấy. Tại sao cà gai leo rất dễ thiêu, rồi thì làm cà trà chanh bằng cà gai leo như thế nào rất là hay, tôi thấy rất là hay đấy. Rồi thì đấy, đã là gan thì phải mua cà gai leo, đúng không ạ? Chỉ với 280.000 thì cả nhà đã mua được rồi, vân vân. Rồi thì anh ấy cũng chạy quảng cáo đấy, vay 10 tỷ trồng cà gai leo như nào, 7 triệu lượt xem. Vâng, chạy quảng cáo rất là tốt. 7 Vâng, 21.000 bình luận, đúng không ạ? Vay 10 tỷ trồng cà gai leo là như thế nào? Vâng, rất là tốt. 21.000 bình luận, 7 triệu lượt xem, thương hiệu rất là mạnh. Thế thì vừa bán online và vừa làm thương hiệu được. Và sau đó thì cái câu chuyện đấy là gì? Cái câu chuyện đấy là khi người ta vào siêu thị, khi người ta vào các cái điểm bán lẻ, cửa hàng, cửa hiệu, cửa hàng tiện ích hoặc là các cái tạp hóa, thì người ta nhìn thấy Sadu, Sadu, Sadu thì người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Và ở Việt Nam thì cái tỷ lệ người bị bệnh gan rất là cao, do tỷ lệ bia rượu nhiều, thuốc lá nhiều, môi trường sống, rồi nước nôi vân vân. Đấy, chúng ta nhìn thấy anh ấy làm rất là đơn giản, đúng không? Micro, máy điện thoại tự quay, nói rất nông dân, mặc cái áo mình là nông dân mình làm như thế, không cần phải làm gì phức tạp cả, rất hay, tôi đánh giá vô cùng cao, đúng không ạ? Lượt xem đến 7 triệu lượt xem làm video, hoặc là vừa lái xe anh vừa live stream, vừa trồng cà gai leo anh vừa đều chia sẻ với khách hàng của mình, với bạn bè của mình trên hai kênh là kênh Facebook Fanpage và kênh Facebook cá nhân. Đấy, và tôi nghĩ là rất là tuyệt vời và các bạn nên học hỏi. Các bạn nên học hỏi. Đấy, kể cả Facebook cá nhân của anh thì tôi cũng vừa gọi điện cho anh ấy xong. Tôi bảo em muốn giới thiệu cái tình huống của anh, cái case study của anh, và muốn giúp bà con nông dân có thêm những cái kinh nghiệm để làm marketing online, để bán hàng trực tuyến. Thì anh bảo anh rất là nhất trí thôi, bởi vì là điều đấy là tốt cho mọi người. Anh đồng ý. Và thứ hai nữa là bản thân anh cũng là học trò của chú. Tức là anh ấy là học trò của tôi, đúng không ạ? Nên là không có gì phải xấu hổ, không có gì phải gian dối cả. Đấy, tôi đã xin phép anh ấy rồi. Đấy, các bạn thấy đấy, anh ấy làm không biết là có tiền hay không, không biết là có lợi nhuận hay không, nhưng mà thấy rất là mừng, thấy rất là vui, đúng không ạ? Vì anh ấy liên tục mở rộng, rồi có nhiều người hợp tác với anh hơn, và mấy năm nay anh ấy làm rất là tốt. Đó, thì chúng ta thấy rằng là mạng xã hội, kênh Zalo, kênh Facebook, kênh Fanpage, chi tiền quảng cáo nữa, thậm chí làm cả kênh YouTube nữa, đúng không ạ? Tên Fanpage rồi tên Facebook là Kiên Cà Gai Leo, tức là thương hiệu cá nhân của mình gắn liền với cái thương hiệu sản phẩm. Thì đây là cái cách mà rất là tốt. Thứ nhất là trồng vùng nguyên liệu, thứ hai là từ nguyên liệu cho đến thành phẩm luôn là trà túi lọc. Bán trà túi lọc, bán nguyên liệu, bán buôn bán lẻ, tất cả những kênh đều có thể làm. Bán online trực tiếp, bán siêu thị đều làm hết. Thì đấy là cái chiến lược đa kênh, và hiện nay thì tôi đánh giá là anh ít nhiều là có những sự thành công nhất định, và bà con cũng như các anh chị có thể học hỏi tham khảo. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái cách thức khác, công cụ khác nữa để các anh chị có thể học trong cái bộ video này nhá. Vâng, thì cho phép tôi kết thúc cái phần giới thiệu về một cái tình huống, là một cái trường hợp nghiên cứu thành công. Đấy là anh Kiên, bạn của tôi, học viên của tôi, đã làm khá là thành công cái phương pháp marketing online, cũng như là mua cái cuốn sách, cũng như là xem cái bộ video của tôi. Những cuốn sách như thế này đang bán rất là chạy và giúp ích được cho bà con nông dân, cũng như là những người bán hàng marketing online. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin được chúc cho các anh chị các bạn áp dụng thành công. Và nếu có vấn đề gì thì hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào.